Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6. Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 6, bài 11, dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 91. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 và số nào chia hết cho 5? Thì chúng ta có các số sau, 652, 850, 1546, 785, 6321. Thì chúng ta biết các số chia hết cho 2 là các số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 2 hoặc bằng 4 hoặc bằng 6 hoặc bằng 8. Tức là các số chẵn thì chia hết cho 2. Ở đây trong các số mà bài toán đưa ra, để tìm số nào chia hết cho 2 thì các em sẽ tìm số nào là số chẵn trong các số mà bài toán đưa ra. Ở đây chúng ta có số 652, 850 và 1546 là các số chẵn. Do đó, các số chia hết cho 2 là 652, 850, 1546. Thì như vậy các em cứ nhớ là số nào là số chẵn thì số đó là số chia hết cho 2. Tiếp theo các em tìm số chia hết cho 5. Số chia hết cho 5 là số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5. Như vậy trong các số mà bài toán đưa ra, các em tìm xem số nào có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5 thì số đó là số chia hết cho 5. Ở đây chúng ta có số 850 là số có chữ số cuối cùng là chữ số 0

trong các số đó, câu A, e, số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5? Thì chúng ta biết, số chia hết cho 2 là các số chẵn Số chia hết cho 5 là số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5. Ở đây, chúng ta tìm số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. Tức là các em tìm các số mà bài toán đưa ra, các em tìm ra số chẵn nhưng số đó phải không có chữ số cuối cùng bằng 0. Nếu số đó mà có chữ số cuối cùng bằng 0, thì số đó là số chẵn, số đó chia hết cho 2, nhưng số đó lại chia hết cho cả năm nữa. Vì vậy, ở đây, chúng ta có trong các số mà bài toán đưa ra, thì số 234. 234 là số chẵn, số này không có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5, cho nên số này không chia hết cho 5. Như vậy, số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số 234. Nếu các em lấy số 4620, số này là số chẵn, chia hết cho 2, nhưng số này lại chia hết cho cả năm nữa bởi vì số này có chữ số cuối cùng bằng 0. Như vậy, số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5, đó là số 2, 234. Tiếp theo các em sang câu B, số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2? Số không chia hết cho 2 là số lẻ. Số chia hết cho 5 là số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5. Nếu số có chữ số cuối cùng bằng 0 thì số đó là số chẵn. Cho nên các em sẽ không lấy. Còn số có chữ số cuối cùng bằng 5, số đó là số lẻ. Như vậy các em sẽ lấy số có chữ số cuối cùng bằng 5. Đó là số 1, 1345. Số này chia hết cho 5 bởi vì nó có chữ số cuối cùng bằng 5. Số này không chia hết cho 2 bởi vì số này là số lẻ. Còn nếu các em lấy số 4620 thì số này là số chẵn nó chia hết cho 2 và số này chia hết cho 5 nhưng nó chia hết cho 2 cho nên số này không phù hợp. Như vậy số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 đó là số 1345. Tiếp theo các em sang câu C, số nào chia hết cho cả 2 và 5? Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho năm là số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc 5. Như vậy số chia hết cho cả 2 và 5. Số đó phải là số chẵn và là số có chữ số cuối cùng bằng 0. Thì như vậy số thích hợp đó là số 4620. Số chia hết cho cả 2 và 5 đó là số 4620. Bởi vì số này có chữ số cuối cùng bằng 0 cho nên nó chia hết cho 5 và số này là số chẵn cho nên nó chia hết cho 2. Tiếp tục các em lại sang bài tập số 93. Tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 5 không? Câu A. Các em xét tổng 136 cộng với 420 thì tổng này có chia hết cho 2 không? Trước hết là các em sẽ xét xem nó có chia hết cho 2 không, sau đó mới xét xem nó có chia hết cho 5 không. Ở đây vì số hạng thứ nhất là 136 là số chẵn cho nên nó chia hết cho 2. Số hạng thứ hai là 420 là số chẵn. Cho nên 420 cũng chia hết cho 2. Hai số hạng chia hết cho 2 thì như vậy tổng của hai số hạng cũng chia hết cho 2. Các em sẽ suy ra 136 cộng 420 chia hết cho 2. Tiếp theo, vì 136 không chia hết cho 5. 420 chia hết cho 5. Tổng của hai số hạng chỉ có một số hạng không chia hết cho 5 thì tổng đó sẽ không chia hết cho 5. Các em sẽ suy ra tổng đó là 136 cộng với 420 không chia hết cho 5. Ở đây 136 cộng với 420 các em có thể để để trong dấu ngoặc hoặc không có dấu ngoặc cũng được. Sang câu B là 625 trừ 450. 625 trừ 450 có chia hết cho 2 không? Vì 625 là số lẻ cho nên nó không chia hết cho 2 450 là số chẵn cho nên nó chia hết cho 2 Hiệu 625 trừ 450 Chỉ có một số không chia hết cho 2 Thì như vậy hiệu này sẽ không chia hết cho 2 Như vậy chúng ta sẽ suy ra là 625 trừ 450 không chia hết cho 2 Tiếp theo các em sẽ xét xem hiệu này có chia hết cho 5 không? 625 chia hết cho 5. 450 cũng chia hết cho 5. 625 chia hết cho 5 bởi vì số này có chữ số cuối cùng bằng 5. 450 chia hết cho 5 bởi vì số này có chữ số cuối cùng bằng 0. Số bị trừ và số trừ chia hết cho 5 thì như vậy hiệu sẽ chia hết cho 5. Tiếp tục các em sang câu C. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 cộng với 42. Thì tổng này có chia hết cho 2 không? Đầu tiên, chúng ta có số hạng. Thứ nhất là 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6. Ở đây có thừa số là 2 cho nên số hạng này chia hết cho 2. 42 là số chẵn cho nên 42 chia hết cho 2. Tổng có hai số hạng. Tổng của hai số hạng có hai số hạng chia hết cho hai thì tổng đó sẽ chia hết cho hai như vậy chúng ta sẽ suy ra tổng 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 cộng 42 chia hết cho 2. Bây giờ các em xét xem tổng này có chia hết cho 5 không? Thứ nhất, số hạng thứ nhất 1 x 2 x 3 x 4 x 5 có nhân 5 cho nên 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 chia hết cho 5. 42 42 là số không có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5. Số này có chữ số cuối cùng bằng 2 Như vậy số này không chia hết cho 5 Tổng chỉ có một số hạng không chia hết cho 5 Thì như vậy tổng đó sẽ không chia hết cho 5 Các em sẽ suy ra 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 cộng 42 Không chia hết cho 5 Tiếp tục các em sang câu D 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 35 Đầu tiên các em xét xem hiệu này có chia hết cho 2 không Số bị trừ được viết dưới dạng là một tích 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 Tích này có thừa số 2 Vì vậy số bị trừ chia hết cho 2 Tiếp theo số trừ là 35 35 là số lẻ Số này không chia hết cho 2 Ở đây hiệu này chỉ có một số không chia hết cho 2 Đó là số trừ Như vậy hiệu này sẽ không chia hết cho 2 Các em sẽ suy ra 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 35 không chia hết cho 2 Tiếp theo các em xét xem hiệu này có chia hết cho 5 không. Thứ nhất là số bị trừ được viết dưới dạng một tích là 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6. Ở đây có thừa số là 5 cho nên số bị trừ có chia hết cho 5. Tiếp theo các em xét số trừ là 35. Số 35 có chữ số cuối cùng bằng 5. Như vậy số này chia hết cho 5. Số bị trừ và số trừ đều chia hết cho 5. Vì vậy các em sẽ suy ra hiệu chia hết cho 5. Tiếp theo các em sang bài tập số 94. Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2 cho 5. Đầu tiên là số 813. Khi thực hiện phép chia 813 chia cho 2 thì số dư bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có 813 các em phân tích thành 812 cộng với 1 812 là số chẵn cho nên 812 chia hết cho 2 Và vì 1 bé hơn 2 Cho nên 813 chia cho 2 sẽ có số dư là 1 Ở đây chú ý 813 các em phân tích thành 812 cộng với 1 Không thể phân tích thành 810 cộng với 3 810 chia hết cho 2 nhưng 3 lại lớn hơn 2. Số dư không được phép lớn hơn số chia. Như vậy, các em chỉ phân tích thành các em chỉ phân tích 813 thành 812 cộng với 1 là hợp lý. Tiếp theo, chúng ta xét phép chia 813 chia cho 5. Các em sẽ phân tích 813 bằng 810 cộng 13. 810 có chữ số cuối cùng bằng 0. Cho nên 810 chia hết cho 5. Và 3 bé hơn 5, tức là bé hơn số chia. Như vậy, 813 chia cho 5 có số dư là 3. Ở đây các em chú ý 813 các em không thể phân tích thành 805 cộng với 8 được bởi vì 805 chia hết cho 5 nhưng 8 lại lớn hơn 5, tức là lớn hơn số chia. Cho nên các em phân tích như thế là không hợp lý. 813 chỉ có thể phân tích thành 810 cộng 13 là hợp lý nhất. Tiếp tục, chúng ta xét số 264. 264 là số chẵn cho nên 264 chia hết cho 2. 264 chia cho 5 thì có số dư là bao nhiêu? Các em phân tích 264 bằng 260 cộng 14. 260 có chữ số cuối cùng bằng 0 cho nên 260 chia hết cho 5. 4 bé hơn 5. Đầu tiên các em có 260 chia cho 5 và 4 bé hơn 5. 4 bé hơn 5 tức là bé hơn số chia. Do đó 264 chia cho 5 có số dư là 4 Thì tương tự 264 các em không thể phân tích thành 255 cộng 19 được 255 Có chia hết cho 5 Nhưng 9 lại lớn hơn số chia là 5 Cho nên các em phân tích như thế là không hợp lý Như vậy 264 các em chỉ phân tích thành 260 cộng 14 là hợp lý nhất Tiếp tục các em xét số 736 736 là số chẵn Cho nên số này chia hết cho 2 như vậy 736 chia cho 5 thì sẽ có số dư là bao nhiêu? 736 Các em phân tích thành 735 cộng với 1. Vì 735 có chữ số cuối cùng bằng 5 cho nên số này chia hết cho 5. Và 1 bé hơn số chia là 5. 1 bé hơn 5. Như vậy chúng ta sẽ suy ra 736 chia 5 có số dư là 1. Tiếp theo chúng ta xét số 6547. 6547 chia cho 2. Các em phân tích 6547 thành 6546 cộng 1. 6546 là số chẵn. Cho nên 6546 chia hết cho 2. 1 bé hơn số chia là 2. Như vậy chúng ta sẽ suy ra 6547 chia cho 2 có số dư là 1. Tiếp theo 6547 chia cho 5 có số dư là bao nhiêu? 6547 bằng 6 6545 cộng với 2. 6545 là số có chữ số cuối cùng bằng 5, cho nên số này chia hết cho 5. 6545 chia hết cho 5. Và vì 2 bé hơn số chia là 5. Cho nên chúng ta suy ra 6547 chia cho 5 có số dư là 2. Tiếp theo các em sang bài tập số 95. Điền chữ số vào dấu sao để được 5 4 sao thỏa mãn điều kiện. Câu A e là chia hết cho 2. Thì chúng ta biết các số chia hết cho 2 là các số chẵn, tức là các số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8. Như vậy, để số 5 4 sao chia hết cho 2 thì ta sẽ thay sao bởi một trong các số 0 2 4 6 8 sang câu B chia hết cho 5 để 5 4 sao chia hết cho 5 chúng ta biết số chia hết cho 5 là các số có chữ số cuối cùng bằng 0 hoặc bằng 5 như vậy để 5 4 sao chia hết cho 5 thì ta sẽ thay sao bằng 0 hoặc bằng 5 như vậy bài tập số 95 đã kết thúc video hôm nay Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sắp tới.